chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Oanh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Oanh sẽ giới thiệu tới các bạn một trong những dòng sản phẩm đến từ Hàn Quốc được rất nhiều người sử dụng với công dụng là mang lại sức khỏe tốt nhất cho người dùng. Đó chính là dòng sản phẩm tinh chất hồng sâm đến từ Hàn Quốc nhìn bên cạnh Kiều Oanh đây. Thưa các bạn, chúng ta thì đều biết rằng là hồng sâm là một trong những loại nguyên liệu đến từ Hàn Quốc, là một trong những loại dược liệu cung cấp nhiều dưỡng chất cho con người, đồng thời là còn có khả năng là hỗ trợ điều trị một số căn bệnh, ngăn ngừa một số căn bệnh xảy đến với cơ thể, cũng như là khiến cho chúng ta có được sức khỏe cường tráng hơn, đúng không ạ? Và bên cạnh việc sử dụng sâm tươi là một trong những hình thức được nhiều người sử dụng, thì việc sử dụng các sản phẩm được chế biến từ sâm như là nước sâm, tinh chất hồng sâm, kem sâm hay là trà sâm là những hình thức mà được rất nhiều người sử dụng. Và trong đó phải kể đến tinh chất hồng sâm, một trong những dòng sản phẩm tại Hàn Quốc đang được rất nhiều người sử dụng hiện nay. Thưa các bạn, Kiều Anh đã chia sẻ rằng là sâm mang rất nhiều hợp chất cần thiết cho con người. Và hiểu được điều này thì các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã cho ra đời dòng sản phẩm tinh chất hồng sâm như bên cạnh Kiều Anh đây. Và đây đang là một trong những dòng sản phẩm chiếm được tình cảm của người dùng trên thị trường bởi những công dụng và những tác dụng mà nó mang lại. Và như các bạn có thể thấy thì dòng sản phẩm này được thiết kế với vẻ bề ngoài vô cùng sang trọng cũng như là thanh lịch. Chúng ta có thể là sử dụng làm quà tặng cho người thân, bạn bè hay là đồng nghiệp. Và quan trọng hơn hết đó chính là với túi tinh chất hồng sâm bên trong được chế biến dưới dạng gói nhỏ gọn như thế này thì chúng ta có thể là năng động mang theo bên mình mỗi khi đi du lịch hay là đi công tác xa. Và dòng sản phẩm tinh chất hồng sâm này thì được chế biến và chọn lọc từ những củ sâm tươi có tuổi đời lên đến 6 năm tại Hàn Quốc. Và những củ sâm này thì phải được chọn lọc ở vô cùng kỹ càng cũng như là trải qua khâu kiểm nghiệm để chắc chắn rằng đây là những củ sâm tốt nhất. Và sau khi đã trải qua khâu kiểm nghiệm kỹ càng thì những củ hồng sâm này được chế biến trên dây chuyền công nghệ hiện đại để cho ra đời ở dòng sản phẩm tinh chất hồng sâm vô cùng chất lượng như trên tay Kiều Anh đây. Và dòng sản phẩm tinh chất hồng sâm này sẽ là một trong những giải pháp vô cùng tiện lợi dành cho những người mà có công việc, tính chất công việc bận rộn, chúng ta không chăm sóc được đầy đủ cho sức khỏe, đồng thời thường xuyên phải đi công tác xa. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đi nói kỹ hơn về công dụng của dòng sản phẩm tinh chất hồng sâm này nhé. Mang đầy đủ dưỡng chất của một củ sâm tươi và được chế biến thành dạng tinh chất, dạng nước dễ uống như thế này. Dòng sản phẩm tinh chất hồng sâm này thì mang đến những công dụng tuyệt vời, chẳng hạn như là giúp cho tinh thần của chúng ta tỉnh táo. Đối với những người mà chúng ta phải thường xuyên làm việc căng thẳng mệt mỏi, thì dòng sản phẩm tinh chất hồng sâm này sẽ có tác dụng đó chính là giảm căng thẳng, áp lực stress lên hệ thần kinh của chúng ta. Đồng thời là giúp cho hệ thần kinh của chúng ta được thoải mái hơn, cũng như là cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho trí não để giúp cho chúng ta hoạt động trí óc được tốt hơn. Đối với những người mà thường xuyên ốm yếu cũng như là có sức khỏe không được tốt thì sử dụng sản phẩm tinh chất hồng sâm này nó sẽ cung cấp dưỡng chất cần thiết, đồng thời là tăng cường sức đề kháng. Các vitamin có trong dòng sản phẩm tinh chất hồng sâm này sẽ đi sâu vào cơ thể, đồng thời nuôi dưỡng các tế bào của chúng ta, từ đó thì khiến cho cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn. Đối với những người mà chúng ta có da dẻ không được đẹp, bị sạm da do tính chất công việc hay là chúng ta bị độc gan thì khi sử dụng sản phẩm tinh chất hồng sâm, nó sẽ có tác dụng đó chính là giải độc gan, giải độc cơ thể, đồng thời là giúp cho da của chúng ta được đẹp và hồng hào hơn. Vâng, ngoài những công dụng mà Kiều Anh vừa chia sẻ cho các bạn, thì dòng sản phẩm tinh chất hồng sâm này nó còn có nhiều công dụng hơn như vậy nữa. Và chính vì vậy, đây là dòng sản phẩm đang được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng trên thị trường. Và quan trọng đó chính là với mỗi một gói tinh chất như thế này, thì nó chứa đầy đủ các dưỡng chất như vitamin, saponin, các hợp chất, các vitamin, các axit amin, cũng như là các dưỡng chất quý hiếm và quan trọng trong củ sâm. Đồng thời, với dạng nước như thế này, thì khi chúng ta uống trực tiếp vào cơ thể, chúng ta sẽ hấp thu được hết toàn bộ dưỡng chất mà sản phẩm này mang lại. Và khi đi du lịch hay chúng ta đi công tác xa, thì dòng sản phẩm tinh chất hồng sâm này còn có tác dụng là giúp cho chúng ta được tỉnh táo hơn, đồng thời là giúp cho chúng ta được minh mẫn hơn. Vâng, với một sản phẩm tuyệt vời như này thì Kiều Anh tin chắc rằng các bạn không thể bỏ qua được rồi ạ. Và các bạn hãy nhớ nhé, đó chính là với dòng sản phẩm tinh chất hồng sâm này thì mỗi ngày chúng ta sẽ sử dụng một gói như trên tay Kiều Anh đây, và mỗi lần chúng ta hãy sử dụng hết để mang lại được hiệu quả tốt nhất cho cơ thể. Và tất nhiên rồi, với một sản phẩm tuyệt vời như này thì các bạn hãy nhớ rằng chúng ta nên mua tại những địa chỉ uy tín. Và các bạn hãy liên hệ ngay tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí.
hoặc các bạn cũng có thể là nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm tinh chất hồng sâm đến từ Hàn Quốc. Và hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.